là thật thà, không có phải là kiểu e thẹn, ăn rất là mạnh luôn. Có nghĩa là có làm sao là dạ, đúng rồi. Ơi, không có cái gì. Bốn người mà kêu một dĩa thịt bò mà em chan miếng nào là ăn hết dĩa luôn. Hết là người thật thà, dạ, không có thực lực dạ, nữa. Ảnh kêu em là chị, em hỏi ảnh bao nhiêu tuổi, ảnh nói ảnh mới có 20 tuổi thôi. Lúc đó là em 23 tuổi, cái đợt mà gặp mấy anh chị ở ngoài á. Bốn người đó. Dạ đúng rồi, thì em nói anh này, ủa sao già quá vậy? Ủa sao già quá vậy? Thì em dẫn bạn này về sinh nhật mẹ. Dạ thì mẹ em nhìn thấy Loan là mẹ em như là bắt được con dâu vậy á. Rất là thích luôn. Hai mẹ con ôm nhau xuống ngồi giữa cái sàn nhà. Ôm nhau luôn vậy đó. Bắt vai vậy nè. Nói chuyện với hai mẹ con mà ở nhau lâu rồi đó. Dạ đúng rồi. Bây giờ hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ em là Bùi Thị Loan, quê ở Ninh Thuận, năm nay em 28 tuổi. Em đang là nhân viên văn phòng. Em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, huyện Nhà Bè. Chào Loan. Em chào chị Hồng Vanh với anh Phú Thuận. Em tên là Linh. Dạ, năm nay em là 30 tuổi, cũng làm chung công ty với Loan. Chắc là hai đứa coi như lần đầu gặp nhau chắc cũng không có thích gì lắm đâu. Nhưng mà do là thiên duyên tiền định cho nên là mới kết nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi. Hay quá, lần đầu tiên ông mụ nó ông đoán đúng đâu, kể tiếp đi Linh. Mừng dạ, lúc đó thì em với Loan á, là hai đứa nó làm chung một công ty. Nhưng mà là không có gặp mặt. Tức là sẽ là chỉ khác nhau. Tụi em rất nói chuyện với nhau rất là nhiều, nhưng mà chỉ nói chuyện công việc qua điện thoại thôi, chỉ nghe giọng thôi chứ không biết mặt mũi bà này ông kia như thế nào hết. Rồi cái xong cũng một thời gian khoảng nửa năm á, thì có một cái đợt là các anh chị cũng trong team mới rủ nhau là đi ăn nhậu một bữa, cũng đi chơi gặp mặt để giao lưu với nhau. Thì tất cả trong team đó đều không biết mặt, chỉ là nói chuyện qua điện thoại thôi. Thì em với vợ em với hai người nữa, hai người anh chị nữa là bốn người, thì cũng có đi ăn, xong rồi sau đó cũng có đi karaoke. Khi mà lần đầu tiên em gặp Loan á, em đã thích cô này liền chưa? Dạ chưa. Còn một cái ấn tượng ban đầu là Loan là cái như kiểu một người con gái mà lần đầu em gặp mà rất là thật thà, không có phải là kiểu e thẹn, ăn rất là mạnh luôn. Có nghĩa là có làm sao là dạ, nói đúng vậy rồi. Người ơi, không có dạ, cái gì. Bốn dạ, người rồi. Mà kêu một dĩa thịt bò mà em chan miếng nào là ăn hết dĩa là luôn. Hết là người thật thà, không có thực lực. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, tức là có thực lực luôn. Thực lực rất là lực. Dạ. Cái đó thì em lại thấy là rất là thích. Còn Loan thì sao nè? Làm chung công ty trước á là chị nói chuyện qua điện thoại thôi. Lúc đó ảnh kêu em là chị, em hỏi ảnh bao nhiêu tuổi, ảnh nói ảnh mới có 20 tuổi thôi. Lúc đó là em 23 tuổi, cái đợt mà gặp mấy anh chị ở ngoài á. Thì bốn người đó. Dạ đúng rồi, thì em thấy anh này, ủa sao già quá vậy? Ủa sao già quá vậy? Đợt đó là anh còn để râu này, mà áo sơ mi, mang cái đôi dép cũng không phải dép lào nhưng dép lê á. Trời ơi, nhìn già lắm, nhìn già lắm. Không đâu. Nhưng mà em biết ngay là như là tuổi ổng là tuổi. Đúng rồi, tuổi, lúc này mới biết là tuổi rồi, đúng không? Anh lớn hơn em 2 tuổi. Xong rồi đến cái chỗ giọng nói nhẹ nhàng á. Nhưng mà đợt đó gặp xong hết ấn tượng, bao nhiêu cái ấn tượng. Như ví dụ như mà em mà có ấn tượng có thích là em đâu, em phải thẹn ngồi ăn uống thôi, mà ăn rồi ăn uống nó tiện thẹn lại đó là tự nhiên đúng không? Dạ đúng rồi. Ủa nhưng mà lúc đó là hai đứa là có người yêu chưa hay là đang độc thân vui tính? Em còn ế, còn anh này là đang có bạn gái. Đến khi nào thì hai đứa mới thấy rằng là có điểm đặc biệt và mình sau cái đêm karaoke đó, đó bao lâu thì hai đứa chính thức yêu nhau? Đó. Cái đợt mà karaoke là em ở phòng trọ này quá 11 giờ là không vô được. Đóng cửa lúc đó tụi em hát karaoke tới 12 giờ, 12 giờ khuya em không có về được. Ra là hai đứa đi vô quán cà phê mà cà phê 24 giờ á. Hồi đó nói chuyện trao đổi và tâm sự lẫn nhau vậy đó. Thì anh vậy là anh cũng bắt đầu lúc này em cũng bắt đầu hơi thích ảnh rồi. Nhưng mà lúc này biết là ảnh có bạn gái mà. Biết và biết là cho nên em nói là em không thể nào mà phá vỡ cái chuyện tình yêu của người ta mà lắng vô được. Sau đó là em cũng một thời gian cũng không có liên lạc với anh này, chỉ có làm việc với công việc thôi. Còn sao mà đến được với nhau hả Linh? Dạ, như kiểu là áp lực công việc thì có một người để mình chia sẻ, làm chung mình sẽ hiểu được cái áp lực mà mình phải chịu công việc á. Nó sẽ dễ chia sẻ hơn. Rồi dần dần thì cũng nói chuyện nhiều hơn. Rồi lúc đó thì em với lại bạn gái em lúc đó là cũng có nhiều chuyện xảy ra, nó không hay thì em cũng có chia tay. Thì lúc đó em cũng đang là độc thân, chưa không có quen ai hết. Đang độc thân gặp cô bé độc thân nữa rồi. Dạ, tới cái hôm đó là sinh nhật của mẹ em, thì em dẫn bạn này về sinh nhật mẹ. Dạ thì mẹ em nhìn thấy Loan là mẹ em như là bắt được con dâu vậy á. Rất là thích luôn. Hai mẹ con ôm nhau xuống ngồi giữa cái sàn nhà. Thôi ôm nhau luôn vậy đó. Bắt vai vậy nè. Nói chuyện với hai mẹ con mà ở nhau lâu rồi đó. Dạ đúng rồi. Thì trước đó thì em cũng có dẫn những bạn khác về thì mẹ em không có ưa. Nhưng mà tuyển bạn này về cái mẹ em thích lắm. Mà em thấy ông ngộ lắm, làm như ở trên trên đời này làm như có ông Tơ bà Nguyệt là đúng luôn á đi.
rất nhiều cái kiểu như vậy luôn á. Tại vì có những cái bà mẹ chồng hoặc là bà mẹ vợ cứ là rất khó với tất cả mọi người, nhưng mà đùng một cái gặp con bé đó hoặc một cái chàng trai đó là thích liền mà đó, không biết lý do luôn. Chính vì vậy mà hai đứa qua cái buổi hôm đó là coi như là quyết định là phải yêu nhau đó, đúng không? Dạ. Như là tìm được một nửa của mình. Dạ, đúng thì không? sau cái hôm mà sinh nhật của mẹ thì em thấy là em chắc em phải tìm hiểu thêm về bạn này để có thể là tiến tới một mối quan hệ nó nghiêm túc hơn. Như lúc trước thì em với bạn cũng chỉ là quen thôi, chứ không chưa có đặt vấn đề là mình sẽ yêu hoặc đi xa hơn. Ở lần đầu tiên đi chơi với nhau mà đi riêng á là đi đâu? Dạ hai đứa đi Vũng Tàu. Đó, Vũng Tàu. Ghê ghê. Đi mấy ngày? Dạ đi dự kiến là đi sáng là chiều về. Không nhưng qua đêm. Nhưng cuối cùng là sao? Là sáng hôm sau mới về. Đó. Mời em, chạy không hỏi đi. Giờ là tới em đó. Không muốn hỏi một cái gì cả, tự nhiên chị chài cái phải hỏi đó. Không, chuyện của đêm em. Đó là ở bãi biển suốt đêm hay là có mướn nhà trọ khách sạn dở không? Nghĩ dạ. Sao mà ở ngoài bờ biển suốt đêm vậy ông nội? Nó ngại nó chưa có tới. Ảnh tự nhiên tới cầm cái chứng minh dân đưa cho cái anh chủ cho thuê á, bảo là cho xin hai phòng. Em nói là ơi hai phòng. không lúc này trong đầu em nghĩ chứ tự nhiên cái thuê hai phòng. Chủ khách sạn ông cũng hay nha, ông nói chứ trong một phòng là hai giường á, trong một hai giường thuê phòng để đỡ tốn tiền. Thực sự là đêm hôm đó hai đứa không có làm gì hết. Hai giường đúng không? Hai giường, mỗi đứa giường đó. Tại sao không được không vậy? Dạ thì tại sao tôi biết mấy người nó sợ lắm nha. Không thiệt, cái này là thiệt. Nhưng mà tại sao em không manh động? Dạ tại vì lúc đó em với bạn chỉ là bạn thôi. Nó chưa có một cái gì nó hơn quá đi quá xa cho nên em là ném vậy, người tốt còn sót lợi đó. Còn em sao lúc đó em nghĩ gì trong đầu lắm? Đó cũng sợ, lúc đầu em cũng sợ lắm. Em nói sao lúc chung mà, với một bạn lúc này. Mà ảnh không làm gì á, em nghĩ cái gì trong đầu em nói gì đó đó. Không biết là có bê đê. Đó, phụ nữ nào cũng có những cái suy nghĩ như vậy. Nhưng mà đêm đó đêm đó nằm có ngủ được không? Không, đó là hai đứa vẫn tâm sự tới sáng thôi chứ cũng không có ngủ luôn. Sao ngủ được tức thế mồ đi, sao ngủ được đi, tâm trạng ngủ được nè. Trời đất ơi, mỏi mệt mỏi vậy đi 3 tiếng đồng hồ lên đây. Nằm mỏi dạ, giường mưa chịu ơi này kia nọ vô tự nhiên đi với bà bóng kì. Khó chịu bực bội ngủ không được. Suy nghĩ giờ phải ngồi nói chuyện coi ổng có bóng thiệt không. Cũng cũng này điên như vậy. Dạ đúng rồi, chị không nói đúng. Cục mốc nào là coi như là lấy cái thời điểm đó là hai đứa quen nhau. Sau khi em gặp mẹ chồng em bây giờ, sau đó là hai đứa thân thiết hơn rồi tự nhiên cứ đến với nhau thôi. Chứ không có một cái lúc mà ông đề cập đám cưới ông nói thì sao? Đúng rồi, cũng vậy á kìa ông Vân. Vừa hết dịch thôi là ảnh có đề cập tới chuyện đám cưới. Tức là hai đứa chỉ nói vu vơ thôi là hồi năm nay mình cưới nhưng mà đợi cuối năm hãy cưới. Xong rồi em mới gọi cho mẹ chồng em trước, là mẹ gọi cho mẹ em. Hai mẹ tự nhiên bảo là 21 ngày sau hãy cưới luôn. Trong đó em đâu có dính bầu hay là bị gì đâu, tự nhiên cái bắt cưới ngang vậy á. Là phụ huynh bàn tán với nhau. Đúng rồi, cái xong rồi tự nhiên cưới vào cuối tháng này 29 tháng 4 năm 2022 vừa rồi luôn. Hai đứa có mấy đứa con rồi? Dạ chưa có bé nào. Muốn có chưa? Dạ cũng đang muốn. Chút là dính nha. Đó. Dạ. Đó. Đó, bây giờ trước khi mà tôi chút đó thì mình phải môi móc hết tất cả đúng những rồi. Cái gì nó ức chế ở trong lòng. Thấy những cái điểm gì ở đối phương chưa vừa lòng mà nôm na gọi là tật xấu đó. Hôm nay mình phải cãi hết đi. Linh nói trước đi. Môi móc hết đi. Giờ em á là em tức một cái tức là ghen á chị. Ghen mà ghen vô lý lắm. Ví dụ ghen bệnh không? Ghen bệnh ví dụ đi. Ghen trong giấc mơ. Ghen bệnh lên chị. Nhưng mà cái lúc mới quen em á là nói với em nè, anh yên tâm đi, em không có ghen gì hết. Nghĩa là nói hai lời. Sau này mà lỡ anh mà có người ngoài, người thứ ba gì đó thì cũng sao hết, miễn sao anh về với em là được. Nói với em thì em nói trời, có người phụ nữ này mà bao dung quá. Tại vì em không bao giờ có cái tính là đi ra ngoài như vậy, nhưng mà nói sao mà người này bao dung quá, mình cưới người này là mình quá may mắn rồi. Nhưng mà bây giờ em mới biết là em đang nằm ngủ, hai vợ chồng nằm ngủ, xong trong giấc mơ á, bà thấy em đi với nhỏ nào á, gọi điện với nhỏ nào xong bà quýnh em. Trời đất ơi, em ngủ em đâu biết gì đâu, quýnh xong rồi luôn. Dạ quýnh em không ngủ, tự tỉnh dậy đánh em tát búp 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 búp. Em không biết, em ngủ tiếp xong rồi sáng hôm sau hay chiều hôm sau bà em thấy như hối hận hay sao á, mới thấy là sai trái gì đó. Em xin lỗi anh hay luôn đó, tự khai không. Lúc đó em mới biết như vậy chứ em ngủ đâu có biết. Mà em ngủ say tới cái mức nó quýnh em mà không biết luôn. Chắc là xấu là ngủ dữ lắm nè. Có mong muốn là hết ghen không? Dạ này em mong muốn chắc cũng không được rồi. Sao vậy? Nó như kiểu đi vào máu rồi. Em cứ bày tỏ cái ước mơ của mình chứ, đời ai mà có ước mơ, có ai đánh thế em ước mơ đâu. Không, chắc không được. Thôi cũng sợ rồi. Mày vậy thôi bé Loan. Loan đó, bé Loan đó. Có tật xấu gì không nè? Anh Linh á thì ảnh nhạt lắm, yêu đương cũng vậy mà cưới nhau về cũng vậy. Anh rất là nhạt luôn. Mỗi lần mà con kêu ảnh á là anh ơi anh mặn mà xíu vui vẻ này kia kiểu
anh kiểu anh phớt lờ đi á. Ví dụ ngày sinh nhật, ngày lễ không 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 có lễ gì hết á anh. Lẽ là mấy ngày lễ hay gì cũng không có quà hay gì hết. Bây giờ đó là sống nhà lòng chợ rồi. Đi sao ông là không có món quà vật chất mà cũng không có món quà tinh thần luôn đúng không? Giờ tỏ tình chưa nè? Tỏ tình chưa. Cầu hôn cũng không có luôn chị Bột. Cầu hôn cầu không có luôn. Về nhà bao nhiêu đám, bao nhiêu kỷ niệm lễ hỏi này nọ luôn. Sinh nhật rồi có tặng cái gì chưa? Sinh nhật món quà nào giá trị nhất mà Linh tặng cho Loan là cái gì? Giá trị là một cái điện thoại. Như ngày 8 tháng 3, ngày 8 tháng 3. Hỏi từ lúc đám cưới á, hỏi từ lúc đám cưới. À, từ lúc đám cưới là không luôn. Là không luôn đó phải không? Cái này thì phải cho em Minh Hoàng. Em Minh đi, em Minh đi. Tại vì người ta nói là lực bất tòng tâm. Là mình làm việc có tài chính đâu nó mà. Nó gom hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Nó gom sạch đúng không? Trời ơi bởi vì có không đâu, có lửa đâu có chết được. Không có khói sao có lửa. Đúng không? Đúng rồi. Gom hết của người ta lấy gì người ta tặng nữa. À như vậy thêm một tật xấu là chắc có lẽ là kiểm soát tài kiểm chính. Kiểm soát gom. Kè đúng không? Đó không chịu kể ra trời. Cái này không kể được. Kể ra nó cắt luôn. Cắt luôn. À, cắt một luôn. Ngày nó phát nhiêu tiền? Hả Linh? Không cái này không không nói được cắt nữa lên tiếp tục. Nhạc cái thứ hai là anh hay hứa lèo lắm. Nói chung là mỗi lần em nấu ăn xong mà rửa chén thôi. Anh không có thích rửa chén. Em cũng có nói là thôi hôm nay anh rửa chén giùm em một bữa, em mệt quá. Em làm từ sáng tới chiều rồi, tối về em mệt quá, em nấu cơm rồi đó anh rửa giùm em. Ok, để anh rửa cho. Thế mà chén để 2 ngày vẫn chưa rửa. Thối ông luôn. Chén để 2 ngày vẫn chưa rửa. Thối ông luôn. Vừa hứa lèo mà vừa bừa bộn nữa. Tại vì chén bát mà không chịu rửa đó, em là bừa bộn ngày đó. Đã móc xanh móc đỏ rồi. Anh nói là em rất ghét rửa chén. Dù như mà quét nhà, lau nhà, nấu cơm em làm được hết. Nhưng mà em không thích cái rửa chén. Đừng bao giờ bắt anh rửa chén, có dấu ước chưa? Có dấu ước không? Có nói. Nhưng mà lâu lâu thôi, bây giờ lúc đầu em nói là chia em sẻ. Đúng rồi, lâu lâu em rất là mệt luôn. Em nói thôi giờ nhờ anh rửa giùm em ăn chén. Còn anh ok, chứ không phải là có, anh có một cái này không cũng không phải không hẳn là tật xấu. Nhưng mà em kể luôn. Khuôn đi em. Loan nấu ăn không ngon, không biết nấu ăn. Vậy cái đó lúc mà hai đứa mà về ở chung với nhau á, tức là em hai đứa em ở chung với nhau cũng hơn 4 năm rồi. Thì lúc đó là Loan không biết nấu ăn. Anh nói hôm đó nó coi trên mạng đâu đó nó kêu là hôm nay em làm cho anh món mì Ý. Sốt spaghetti. Em thấy trời hay quá. Ngon lành quá. Ăn không được. Mì làm sốt xong rồi để nguyên sợi mì vô trộn luôn không có luộc mì. Cuối cùng cũng là mì Ý mà là Ý ẹ, đúng không? Nhưng mà em ráng em ăn hết cái tô đó luôn. Thôi không có luộc mì mà ăn sống mì hả mẹ? Là cho nó ngấm với cái sốt xong nó mềm ra thôi là cứ nấu xào hoài là nó mềm. Mì mà nó vô Chà. Rồi kia hai em chỉ cho anh Loan nấu, giờ Loan nấu ăn ngon hơn em. Rồi rồi, thôi dùng là cũng được đi. Rồi để mong muốn ổng thay đổi điều gì không? Về thay đổi thì chắc cũng không cần. Là kêu anh mặn mà thêm xíu. Đây sẽ là một cái khoảnh khắc mà nó sẽ giúp cho cái cuộc sống vợ chồng các em nó sẽ mặn mà hơn. Và đồng thời sẽ mang đến cho em một cái sự cơi nới. Hả? Cơi nới trong chi tiêu. Chi tiêu đó. Em sẽ được chu cấp thêm miếng nữa. Bạn này có một cái lời đề nghị mà anh nghĩ nó rất đúng luôn. Là trong đời sống vợ chồng rất cần những cái sự mặn mòi với nhau. Mặn mòi đó. Đó, nghe. Thôi thì hôm nay theo chị với em nghĩ là cái lời tỏ tình nó sẽ phù hợp hơn là cái lời cầu hôn. Đó. Tao nói được không? Được. Tao nói được chứ làm gì nói được. Nha. Thách đố hả? Trời ơi, hai đứa nó đẹp đôi quá chị ơi. Liền á. Em hơi rung. Không có rung. Đừng có nhìn tôi với Hồng Vân. Hãy nhìn vào cái răng khểnh của cô ấy. Lên á. Anh rất là cảm ơn em. Khi mà em đã đến với anh từ những ngày mà khó khăn, vượt qua bao nhiêu khó khăn mà em bên anh tới bây giờ, thì anh chỉ muốn nói là anh rất là yêu em và anh chỉ muốn là ở với em hết cuộc đời này. Cảm ơn em. Trời Phật ơi, không nói thôi, nói nghe hay dễ sợ đủ hết luôn mà xúc ơi. Động thiệt trời ơi. Thiệt thật ra nha, nó chất chứa ở trong lòng bao nhiêu năm phút ra cái là nó hay lắm. Tối nay dính bầu nè. Dính xúc động rồi, nó xúc động rồi. Tối nay dính bầu chắc luôn nè. Nó quá mặn em rồi. Ơi chúc luôn, dập luôn. Giống như thả 1 ký muối vô rồi đó. Dập luôn. Nhân điều kỳ diệu ngày hôm nay nó sẽ đến với các em. Dạ. Đó, anh mong rằng các em sẽ nắm tay nhau đi hết quãng đời ha. Và chúc cho hai vợ chồng luôn luôn yêu thương, luôn luôn thấu hiểu nhau. Biết rằng cuộc sống nó còn khó khăn nhưng chỉ cần nắm tay nhau là sẽ vượt qua tất cả nha. Dạ. Và tối nay hay tối hôm nào cũng được. Tối nay đi, tối nay nó sẽ đang có hỏi. Có một cái điều kỳ diệu xuất hiện ha. Dạ. Sẽ có một thiên thần từ ở trên sẽ xuống đây. Dạ. Sẽ đậu vào trong đó nha. Dạ. Qua năm sau hai vợ chồng sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình của hai. Dạ, anh cảm ơn. Dạ. Dạ. Được chưa? Cảm ơn chị. Dạ được. Ok. Dạ. Arigato kawasaki doraemon. Là biết tiếng Việt không? Dạ biết. Ôi trời. Tưởng là hai em đến từ xứ sở Phù Tang
nhìn mọi người cái đồng ý là nhìn giống như là người Nhật Bản á. Dạ sao ổng đi Nhật mấy năm về anh tưởng Nhật. Có nghĩa là em đi bên Nhật à? Dạ em làm bên Nhật rồi, hiện giờ em cũng đang làm cho công ty của Nhật. Vậy đó hả? Còn em? Dạ em chỉ là vợ của một cái ông đã đi Nhật và đang làm công ty Nhật thôi. Ủa sao em cũng chút Nhật quá vậy? Chắc là nhà em ở Nhật Bảo đúng không? Hai em giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thoại Phương, năm nay em 30 tuổi và đang làm nhân viên văn phòng. Thế còn em? Dạ em tên Nhã Phương, em 31 tuổi. Em là Nhật Phương. Dạ em là Thoại Phương. Thoại Phương. Em Nhã Phương. Dạ Nhật Phương là con em. Anh nói Nhật Phương là con của em. Tam Phương. Cộng giờ là Song Phương. Dạ. Thế phương nam gặp phương nữ là ở đâu, trong trường hợp nào? Dạ tụi em học chung trường nhưng mà cùng khoa mà khác lớp, biết nhau nhưng mà không có thích nhau. Dân gian mình hay gọi là ghét nhau như chó với mèo đó. Kinh khủng khiếp lắm. Khủng khiếp luôn hả? Đằng đây em nhớ ấn tượng đầu tiên là nhìn chảnh lắm, nó cũng ngước. Nhưng mà sau này mới phát hiện ra là bị rụi mũi bị tẹt, đeo mắt kính nó bị trợt xuống như vậy, nó cứ ngước lên. Ra là vậy. Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Còn một cái nữa để chồng nói hết. Mình nói nhiều, người này cũng nói nhiều lắm. Mà mất ước đụng cái thôi là thế này cũng khóc. Vậy trong lúc mà quen nhau vậy chắc là khóc nhiều lắm đúng không? Dạ có, khóc nhiều nhiều. Mà cái ấn tượng đầu tiên em nhìn cái anh Phương này là chắc em ấn tượng về cái mái tóc của ông trước đúng không? Dạ đúng, mái tóc, nhưng mà đó mái tóc đang trường. Mái 5 năm vậy nè. Mà quần áo thì rách rưới, không chịu mặc đồng phục, lúc nào nhìn cũng rất là dị. Cái tóc này là mới để đây thôi đúng không? Thay đổi kiểu tóc xanh sạch ra anh ơi. Giờ bao lâu thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Cua mừng năm trời đó anh. Thì chắc có lẽ là anh này luôn luôn mang niềm vui tới cho em, thì trong cái thời gian yêu nhau chắc chưa bao giờ cãi vã nhau hoặc chia tay nhau đúng không? Dạ cũng có 3 lần á. Dạ. Mà lần nào nặng nhất kể nghe. Là cái lần mà ổng đi Nhật chỉ có mấy tháng thôi, là đủ 3 năm thôi. Tháng 7 về là tháng 4 gây nhau chia tay. Lý do? Không ai chịu ai hết trơn, nói chuyện hồi cãi nhau rồi em cũng biết sao. Làm như là sau 3 năm thì tính tình cũng thay đổi nhiều, cách suy nghĩ cũng khác nhau nhiều lắm. 3 năm không gặp chỉ nói chuyện thôi. Cho nên lúc đó thì về gặp nhau một cái. Chưa gặp. Nói chung là còn 3 tháng nữa gặp nhau. Giận nhau khoảng 1 tháng, có nghĩa là cứ nghĩ là chia tay nhau rồi đó. Nhưng mà lúc đó em nhớ lại trước khi đi có hứa với nhau là muốn chia tay thì phải về gặp nhau một lần đã, trực tiếp với nhau rồi mới chia tay. Có nghĩa là chia tay trong lúc mà đang có khoảng cách xa nhau. Chia tay là khi em đang ở Nhật và bạn ấy đang ở Việt Nam mình. Giận môn có 1 tháng trời là không có nói chuyện, nhưng mà em chủ động em điện về. Nói chung là điện về cũng bực tức lắm. Nhưng mà khi nghe lại cái giọng của người ấy tự nhiên mình thấy mình không có còn nhớ đến cái chuyện cãi nhau trước 1 tháng trước đó nữa. Cho nên lại quay về. Sau cái đợt đó thì bao lâu mới cưới nhau? Em về Việt Nam được khoảng 5 tháng là em cưới luôn. Có nghĩa là các bạn đã kết hôn với nhau là được 4 năm. Dạ. Chắc là về là nhiều cái vỡ mộng lắm đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì cái tư tưởng của một người đi qua Nhật mấy năm về, đầu óc tư tưởng nhiều cái khác mình lắm. Khác, ví dụ khác kỳ em đúng nói không? Coi kiểu như thời trang đi. Bây giờ là đi vô bển về, giờ ăn mặc không cần biết thiên hạ nhìn mình thấy có kỳ không, mình thích gì là mình mặc đó. Nó dùng như tóc tay rồi. Vừa nhuộm vừa quăng rồi đi đâu là vuốt keo này kia kia nọ. Chị mà thấy ai mà chạy cái xe vô bãi xe xong cái xuống xe cái nhìn vô cái kính xe, làm đi vậy này là chồng em á. Ảnh có thích cái mái tóc của vợ. Nói tới mái tóc này mới nói, hồi xưa là em tóc dài lắm, em thích lắm, ông thích gái tóc dài, gái tóc ngắn không có thích đâu. Rồi cái cưới xong về nói là bà xã mà cắt tóc đi, về nhà mẹ đẻ chừng nào tóc dài ra rồi ông xã mới rước. Nói vậy thôi chứ được vài bữa thì ông bắt đi cắt tóc vậy, hết lãng mạn luôn. Dạ. Cắt tóc vợ em dài lắm hả? Dạ, dài gọi là dài qua mông á, nhiều dài lắm. Em thì em thích vuốt tóc. Mê tóc vợ đúng không? Dạ, mê vợ vì một phần vợ có tóc dài. Dạ. Nhưng mà về mới phát hiện ra tóc rụng nhiều lắm. Tóc rụng đầy nhà, tóc có thể làm nghẹt cống, tóc có thể làm cả quạt máy không thể quay được. Cho nên là vợ ơi, vợ đi cắt tóc đi. Sao vậy em, có cái thú vui lạ lùng sủng vậy? Em cũng không biết được, mà nói chung là em thích tóc, là em thấy tóc dài dài. Nhưng mà tóc dài mà tóc đen là em thích, là em phải vuốt được một cái. Đi vô shop vuốt tóc mình đi chăm. Trời ơi. Vậy đó. Vậy là nặng lắm à. Đừng qua vuốt gì ông Dân nha. Bây giờ thấy em, chị thấy em nhìn tóc chị hơn. Đúng rồi đó. Còn tính xấu gì nữa không? Ông xã nói tiếp đi. Rồi em hãy kể xấu về vợ mình đi. Sau khi cưới là em choáng váng nhất là mê hung và mê được hung. Hung gì? Hung em. Hồi trước khi cưới nha, năng lý lắm mới cho hùng mấy hùng cái. Giờ hả, về cưới mới quyền là một ngày ít nhất hùng 10 cái. Nhiều khi quên là hả, giận. Tức là vợ hùng em bao nhiêu cái rồi em hùng vợ bao nhiêu cái? Không có như vậy. Sáp vô lục nó nực quá, tránh ra. Thiệt, không kêu tránh ra hả? Dạ. Không có hôn nhưng mà không phải lúc nào cũng hôn, phải lúc nào nó phải lãng mạn chứ. Ủa như vậy, nó đâu phải là tính xấu đâu, nó là tính
Ông cái mình cắt mà. Không, cái đó là em phát hiện ra trước khi cưới là sao sao cưới chứ không phải là bị ám ảnh. Ám ảnh gì? Sợ bị người ta nói già anh chồng. Có đâu. Ám ảnh kinh khủng lắm. Ông nói ông tuổi ông chuột hay là gì đi, tại sao ông nói ông 30 tới em nói 31 ngượng chết luôn vậy đó. Đâu cho em đã đứng chứng luôn. 33. Đó thấy chưa? Chị tưởng mày là 33. Thì có vậy thiệt. Thiệt. Mặt chồng em, mặt chồng em già hơn. Chị nó giống đâu, chị nó giống chị tưởng mày là 33 đó. Rồi tiếp tục đi liền, không có cái vụ mà ám ảnh đó nữa. Tiếp tục đi cưng. Để em kể chuyện ám ảnh như là sợ già hơn chồng là bắt đầu hả, gọi là ghen á. Là ra một cái gọi là cái sắc lệnh là cấm bén mảng lại gần phụ nữ từ 8 tuổi đến 80 tuổi. Như em chiều nay về là em ngồi gần chị, về chính hãng là em không bị xử. Thôi chị Vân, không mấy theo nó ngồi đi. Không phải ghen tự nhiên đâu chị, chơi với con gái không hà. Bạn bè con gái trong công ty, bao nhiêu đồng nghiệp con gái là tụ tập tùm năm tùm ba, con gái về nhà cũng chắc như con gái nữa. Vậy hả? Dạ. Tại công ty không có con gái tóc sao? Dài cũng vuốt tóc ta luôn. Nó ghen mà thích tóc dài mà. Rồi còn gì nữa nè, vợ em còn cái ám ảnh gì nữa? Ám ảnh hả? Nhiều ông khi có nói em ghen. Nhưng mà không phải là không có cơ sở. Em nằm mơ thấy không có bồ hoài à. Mà em có thấy hình dáng, nâng dáng của cái người bồ một cách rõ nét không? Dạ không. Không hả? Dạ. Ở ngoài cái cú ghen nó ra còn ghen nào ấn tượng không? Hồi Tết là không nhìn mặt nhau 2 năm. Sao vậy? Là từ trước Tết hai mấy Tết cho tới mùng 6, mùng 7 Tết luôn. Mà sao vậy cưng? Tết về quê mà. Bạn này mới coi hình. Đi công viên. Không phải, cái này là vô tình. Đi công viên cái ổng tự đưa điện thoại cho em luôn, biểu em chụp hình hai cha con. Em mới coi hình lại, coi cái thấy hình của nhỏ gái. Mặt tầm tạo dáng đẹp đẽ như này chị, chụp có một mình nhỏ gái vậy thôi mà 2-3 tấm liên tiếp luôn chị. Vậy thôi cũng ghen. Yeah. Ai nhờ cái đó là ai? Anh chắc là cái cô đi dạo phải không? Em gái đồng nghiệp của em cho công ty. Trời ơi, bữa đó là cái công ty đi tiệc tất niên. Mấy ông nào cũng vậy, em gái của bạn. Không, xí xí của... Em gái chứ không, mà không phải em gái nuôi. Nuôi mới ăn, không có nuôi không có ăn gì được hết trơn. Ăn đó, tự ông nói ăn chứ tôi đã nói tiếng ăn nào đâu. Không, cái này không ăn đâu. Anh Thuận bên em anh cái đi. Cái này là không ăn mà chỉ nhấp nhấp thôi. Chị nghĩ coi, đi ăn tất niên công ty 50 người, tại sao lại dắt nhau ra cái chỗ mà không có một bóng người mà chụp hình một chùm một cô đó thôi về ngắm. Em có thấy cái background ra đằng sau là gì không? Cái background ra cái hành lang, cái hành lang của không biết nhà hàng hay là cái gì, đi ăn tất niên mà ra cái hành lang ngoài trời là không có trống trơn gì đó nữa, mà đứng có mình một chụp hình mà em cứ nghĩ tại sao lại chụp một mình về buồn buồn lấy ra ngắm hay sao đó. Bây giờ sao quá trời em chưa có sáng vẫn để nguyên mà chụp hình với con gái là phải để tay lên eo người ta vậy nè. Rồi sau đó là em có truy tìm ra được cái cô đó không? Dạ không, em không có bao giờ lục lọi gì trơn. Kể cả Facebook của ổng có để relationship với em là cái gì em cũng không biết nữa. Và em mà bị vợ em mà kiểm tra như vậy em có khó chịu không? Thì đó là lý do ông em giận nhau 2 năm đó. Mới đầu là vợ phát hiện vợ giận. Rồi sau đó bị giận ngược nữa. Em giận ngược. Tại vì trước khi cưới luôn đã có nói với nhau là cưới nhau nhưng mà cái gì riêng tư là riêng tư. Nhất đối với đàn ông thì cái ví và cái điện thoại là cái riêng tư của đàn ông, đừng đụng vô. Thì bao nhiêu năm đó làm rất là tốt. Tự nhiên bữa đó cái coi xong rồi coi như là, ví dụ như bực mình nhưng mà thoát ra ngoài cũng không nói, cố tình để luôn nghe màn hình chính để cho mình biết rằng à phát hiện ra rồi. Theo kiểu vậy đó. Nên giận lại. Em bực em cũng không, em không không nói tại vì là vi phạm cái lời hứa của hai đứa rồi. Nên là giận nhau. Giận vậy thôi mà 2 năm. Hai năm trời, nguyên 2 năm rồi không nói với nhau một lời nào. Nói 2 năm ghê quá, từ trước Tết sau Tết. Trước Tết sau Tết đó thì hai năm đến 2 năm rồi. Bây giờ cuối cùng là ai nói trước? Em tức quá. Trời ơi, tại sao mà em phát hiện cái tấm hình em giận đùng đùng lên mà không chịu nói với em mà đây là ai? Tại sao chụp về hai gì này kia mà còn giận ngược em là giận cái gì? Em tức mình quá, tới mùng 6, mùng 7 Tết sắp đi làm rồi. Em mới cào cấu ổng, em đập ổng bắt nói chuyện với em. Rồi cuối cùng Phương có nói chuyện nào? Dạ có chứ. Đập đau quá. Thì nói chung là vợ chồng nào thì cũng có xảy ra. Nhưng mà tụi em luôn với phương châm là giải quyết. Cho nên là giận cho đã là thôi, không phải nói chuyện này thôi. Giận nhau có chia tay được nhau đâu. Rồi giờ Phương vợ mong muốn Phương chồng thay đổi điều gì? Cưng vợ hơn chút chứ cưới xong hết cưng rồi. Dạ. Bây giờ em muốn cưng làm sao? Tháng về cho tiền nhiều hơn chút. Được đó chị. Nhiều hơn chút. Hay là sao đó. Trời em phải nói cụ thể ra. Đó là phải, đúng rồi. Phải là hả? Đưa tiền cho nhiều tiền hơn. Cho tiền vợ nhiều hơn. Có tiền nhiều cái vợ vui. Thôi bà nào cũng vậy chứ. Bà nào cũng vậy chứ. Cái con Phương chồng muốn Phương vợ thay đổi gì? Thể hiện tình cảm với con tí xíu. Tại con gái nó cũng tình cảm. Chị lại rờ mẹ, con đi ra đi mẹ nóng quá. Là sao không? Chưa hiểu. Là vậy nè, ổng đi làm xe đưa rước, ổng đâu có đi xe máy, em đi xe máy nè, phải đưa con này đón con này đi chợ nè. Về hả là lo nấu cơm, cho con ăn, quần áo giặt giũ làm, mọi thứ làm hết. Mình thì chạy đua với thời gian hả, về không kịp nghỉ, cứ lo làm. Mà ăn thỏ cứ, mẹ ơi mẹ coi nè, mẹ ơi thỏ vẻ đẹp không nè, mẹ ơi nhìn thỏ nè, nên mình mới la.
Ôi chồng mà phụ vợ nhiều nhiều, vợ rảnh ngồi chơi không là đâu có la đâu phải không chị? Có nghe còn mong muốn nữa là phụ vợ nhiều hơn. Đâu giờ thấy cũng phụ nhiều lắm rồi chứ. Đầu là tắm con, rồi rửa chén, rồi lau nhà, rồi dọn nhà. Hết luôn rồi đó. Cũng có làm chứ, có làm nhà có làm mà. Nhà đổ rác nữa. Rác một tuần đổ một lần. Ví dụ vậy. Chị thấy hai cái mong muốn tụi em đều chính xác hết á. Em mong chồng em quan tâm chia sẻ với em nhiều một chút để em có thời gian. Thì chị nghĩ rằng là cố gắng tuần mấy lần đi. Giờ lên đô đi. Lên đô từ từ, lên đô từ từ. Đó. Còn cái chuyện mà chồng mong muốn em, cái vụ mà với bé Thỏ là chị thấy là hoàn toàn chính xác đó. Và lại là con gái nữa cho nên nó rất cần cái sự mà âu yếm vuốt ve của người mẹ đó. Mà như vậy từ nhỏ mà em tạo vậy là nó lớn lên nó sẽ nữ tính, chứ còn nếu không nó sẽ bị nó khép kín lúc nào mà mình không có biết đó. Đến một lúc nào đó tự nhiên nó không muốn cởi mở với mình nữa. Hiện giờ nó đang có cái nhu cầu nó cởi mở với mình. Đây đang là cái thời điểm mà nó cần cái sự bộc lộ của nó ra để cho mình hiểu nó như thế nào. Thế mà bây giờ mình ấp lại, còn nhà mình không cho nó cái cơ hội đó, là khi nó khép lại rồi á là em muốn mở không nổi luôn. Đó, cái đó là phải chú ý nghe, tại vì đây nuôi con rồi biết. Hai cô con gái nên là rất hiểu cái điều đó. Rồi, cứ theo những gì mà chị Vân mới truyền đạt hả? Không, thiệt cái đó là chị nói nghiêm túc đó nha. Rồi, xin cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chị. Vâng, có nhà là chú Quốc Thuận nè. Hai vợ chồng ở đâu mới đến đúng không? Dạ, con ở quận 6 ạ. Ở Sài Gòn luôn. Ở Sài Gòn luôn? Dạ. Tưởng đâu miền Tây lên. Chào cô Vân và chú Quốc Thuận, con tên là Nguyễn Quốc Khánh. Con năm nay 33 tuổi, con cũng Sài Gòn luôn. Sài Gòn. 33 tuổi xin mừng anh chị được rồi. Dạ. Mình chào lại đi, chào anh chị đi. 2, 3. Dạ, con chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Dạ. Con tên là Nguyễn Quốc Khánh, năm nay con 33 tuổi. Con với anh chị cũng như nhau mà. Em với anh chị đi. Rồi, 2, 3. Em. Dạ. Em năm nay 33 tuổi. Tên là Nguyễn Quốc Khánh. Công việc Quốc Khánh là gì? Chắc tao đã đoán là nghe, chắc là có liên quan đến phòng tập tạ. Dạ, có đi tập thôi chứ không có liên quan phòng tập tạ. Khánh làm gì? Dạ, hiện em đang kinh doanh về thức ăn, bán thức ăn chó mèo với trang trí tiệc cưới. Vậy đó hả? Hay. Mà tôi quận 6 lận hả? Dạ. Trời ơi, vậy mỗi lần mua đồ cho chó mèo mà nếu mà order từ quận 6 là bị xa. Không, cái mua đồ cho chó mèo á là shop. Còn cái này là như là cứu hộ chó mèo luôn. Dạ đúng rồi. Đâu, có thể chia sẻ chút xíu về đáng yêu vậy? Cứu hộ chó mèo. Trời ơi. Không, chị coi trên Facebook á, ghiền coi lắm, người ta cứu cứu mèo rồi, cứu mình cũng thích luôn, cứu hươu cứu nai để hươu nai thì ở nước ngoài thì coi hết, ở Việt Nam mình là chó mèo. Dạ, bây giờ giới thiệu đi khoan, giới thiệu tên họ công việc rồi nói chút xíu về cái công việc này của hai vợ chồng. Em chào chị Hồng Vân ạ. Em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Trần Nguyên Như và năm nay em 31 tuổi. Em thì hiện tại là cũng kinh doanh cùng với chồng là về bán thức ăn chó mèo cũng như là trang trí tiệc cưới. Nhưng mà một cái cánh tay khác nữa của em, tức là hai đứa là cùng làm bên cứu hộ chó mèo. Rồi. Thì thật ra không phải là chỉ có cứu hộ chó mèo đâu, mà là cứu hộ động vật ạ. Tức là hiện tại bên em là Sài Gòn Times đang có tới hơn 450 bé lận. Thì ngoài chó mèo ra thì còn có gà, vịt, heo, thỏ, rùa. Hoặc là những bé chim cú, chim mồ câu, rất là nhiều loại động vật nữa ạ. Rồi cái coi như là mình cứ tụ chúng về đó, rồi cái nguồn kinh tế là ai, ở đâu ra để mà nuôi tụi nó? Dạ, thì tụi em thì cũng thuê một cái trạm ở bên Bình Chánh là rộng 550m² để cho mấy bé ở. Thì cứ chó thì sẽ có một khu và mèo một khu và các loại động vật khác một khu nữa. Thì một phần là kinh tế là do tụi em cứ làm ra bao nhiêu thì lo cho tụi nhỏ hết bấy nhiêu. Rồi gia đình hai bên cũng giúp rất là nhiều. Nhưng mà cũng phải kể đến là có sự giúp đỡ của các mạnh thường quân nữa. Rồi cái việc mà cứu hộ chó mèo là như thế nào? Ví dụ như con chó nó bị vấn đề gì đó hay là con mèo nó gỗ rơi thì mình biết được thì mang nó về hay sao? Dạ, thông thường thì sẽ có các bạn nhắn tin qua bay hoặc là gọi điện qua cho em. Ví dụ? Thì em bắt buộc em phải lựa ca, tại vì hiện tại là em có tới 450 đứa rồi. Thì em phải lựa những cái ca nặng và cần gấp nhất để mà tụi em có thể chạy đi đón. Em nói cụ thể hơn đi. Thí dụ như nhắn cho em nói về vấn đề gì mà đi cứu đó. Thường thì các bạn sẽ nhắn về bé chó, bé mèo đang bị tai nạn. Nhưng phần lớn là em thấy là chủ yếu là bị chủ đánh đập. Dạ, đánh đập tàn nhẫn luôn. Hoặc là đi ra đường xin ăn rồi bị những người không thích họ đánh nữa. Thì có nhiều bé gần như là thoi thóp luôn á. Thì tụi em phải chạy đi, có hôm là 2 giờ đêm tụi em vẫn phải chạy đi. Trời ơi. Mà cả hai chồng đó, hai chồng coi như chở nhau đi. Dạ, nhưng lúc đó chưa cưới. Là kiểu giống như là lúc đó thì còn thời gian khoảng đó lúc mới bắt đầu vô trạm thì khoảng thời gian đó là phải cũng xin phép ba mẹ dữ lắm, nói con đi cứu chó xong rồi con chạy về thôi.
Ủa em, hồi đó giờ có cái câu chuyện cái này xin hỏi, nếu mà đưa lên dựng được còn không thôi nha. Dạ. Ví dụ đó giờ có một cái trường hợp nào của một bé chó hay bé mèo, một cái bé động vật nào đó mà nó thật là thương tâm và nếu như mà mình không đến kịp thời là nó chết không? Dạ thật ra là có rất là nhiều. Đâu em kể một câu chuyện thôi. Tại vì tụi em thì chỉ có hai đứa có thể chạy được thôi, còn em có thuê thêm 5 bạn để cùng chăm sóc. Không, anh đang hỏi có một cái trường hợp nào. Thì cái trường hợp thương tâm nhất mà tụi em tới nơi đó thì bé chó đó bị người ta đánh rất là nặng rồi và đang thoi thóp rồi. Thì lúc mà em ẵm bé trên tay á thì em mong dữ lắm, mong là cố gắng chạy tới gần rồi bác sĩ, nhưng mà lúc đó bé tuốt ở nhà bè lận. Thì em ẵm bé trên tay và bé lúc mà bé sắp mất á, bé cắn em một cái rồi bé nằm coi như là bé ngã ra luôn, bé mất luôn. Và đợt đó là em khóc rất là nhiều luôn, tại vì em cảm giác là giống như là tại sao mình không thể tới sớm hơn hoặc là mình có thể chạy nhanh hơn để có thể đưa bé tới bác sĩ. Khóc mà không phải là vì bị bé cắn đau mà khóc là vì mình bất lực trong một số ca. Nhưng mà chị hỏi nè, cái giống như là khi mà mình cứu được em á thì bắt đầu mình đưa đến bác sĩ quen của mình hay là cái bác sĩ đó là của mình luôn ở cái chỗ? Dạ, thật ra thì em thấy á, một bác sĩ là sẽ có một cái sở trường khác nhau. Thì ví dụ như ca mắt thì xưa đưa bác sĩ khác, rồi ca mà bị về ung thư hay là về xương thì sẽ một bác sĩ khác. Nên em chỉ cộng tác với khoảng tầm 5 bác sĩ mà em cảm thấy tốt nhất thôi. Thì với từng ca sẽ đưa qua từng bác sĩ phù hợp. Rồi mỗi lần như vậy là các bác sĩ lấy nhiều tiền không? Nhiều. Dạ, thật ra là cũng nhiều á, nhưng mà bác sĩ cũng hỗ trợ tụi em. Chỉ có điều ca mà nặng nhất mà em từng cũng phải tốn hơn 36 triệu. Tức là bé đó bị xe tải, bé mới sinh thôi, mới sinh con thôi, vì đi kiếm ăn và bị xe tải cán mà kéo lê hơn 10 mét luôn. Thì bé bị rách hai bên đùi trong, rách đuôi rồi rách tử cung, nói chung là bị rất là nặng. Dạ. Ca đó là con là em đi rước. Dạ. Lúc mà ẵm bé thì máu chảy nó từ lúc mà đón bé từ nhà bè cho tới bác sĩ bên tận Phú Nhuận luôn. Trời ơi, vậy thôi. Dạ. Như vậy thì hồi đó hai đứa lúc mà là yêu nhau đã làm chuyện này rồi hay sao? Dạ gặp. Không ạ. À. Thôi giờ mình vô cái vụ này nè chị. Đó. Em chưa đủ 18 nữa ạ, tức là khoảng một tháng em mới đủ 18 thì em có tham gia vào một công ty, thì em gặp ảnh rồi em cứ bước vô và công ty đa cấp thôi ạ. Thì ảnh đang đứng đó đang có thể bấm điện thoại và em bước vô và em thấy cái ảnh nó chững chạc lắm, mà hồi trước em mê vai to vai rộng nữa, mặc áo vest nữa. Và không biết sao hên xui sao mà lúc đó công ty không có nam mà chỉ có nữ thôi, nữ ở lại thôi. Nó chưa, ban đầu là đã có ấn tượng. Dạ. thích ảnh rồi, ban đầu là đã mê rồi ạ. Thế còn em thì sao? Dạ em cũng để ý vợ em, là lúc đó là tại vì có bạn dẫn vô mà không biết là sao vợ em mà vô không biết chuyện gì xảy ra mà cứ cười, từ cổng mà vô tới cái chỗ cái hội trường mà mọi người đang đứng luôn á. Xong cái em chỉ nhìn thôi, em thấy cái nụ cười đẹp quá mà em đâu có dám nó ngồi lại mình nói chuyện đâu. Xong cái vô tình cái tự nhiên người bạn của bạn em dắt qua nói chuyện với em, là thế là từ đó tự nhiên là hai đứa là bắt đầu có duyên và tìm hiểu nhau luôn. Dạ chưa tìm hiểu đâu ạ. Sau đó chắc cũng khoảng tầm 1-2 tuần em mới gọi là người thả thính trước. Xin số điện thoại ảnh và nhắn tin là anh có biết em là ai không, thì hai đứa mới bắt đầu ạ. Rồi á, là cái việc mà hai đứa cái vụ mà cứu hộ động vật á, là lúc đó là đã có mầm mống làm cái chuyện đó chưa? Thực ra là từ lúc quen nhau tới lúc mà tham gia vào cứu hộ là 6 năm. Tức là lúc đó, nói chung là trước đó là em đã mê chó mèo rồi, gia đình em đã dạy rồi, thì em cũng hay đi lượm chó mèo ngoài đường. Nhưng mà tham gia vào trạm là 6 năm sau. Cái trạm đó là của ai? Dạ, trước đó thì có một bạn với là một chị nữa thì cùng xây dựng lên một cái trạm để giữ những bé chó mèo mà cứu được mà không thể tìm chủ. Thì sẽ để đó trong thời gian mà tìm chủ. Xong rồi em lại thấy cái bài đăng về một bé chó, bé Small là bị cắt hàm dưới, rút toàn bộ răng và cắt lỗ tai, cắt đuôi luôn. Trời ơi, ai mà ác dữ. Lúc đó bé còn bị liệt nữa nên em rất là xót và mới quyết định là qua trạm để xin nhận nuôi. Nhưng mà cái tính hai đứa em có tật là hay dọn dẹp đó. Xong rồi ba bệnh thấy không có ai chăm tụi nhỏ nhiều hết, nên hai đứa tự nhiên bàn nhau quyết định là thôi hai đứa sẽ cố gắng mỗi ngày qua dọn chăm sóc tụi nhỏ. Rồi lúc đó là thích nhau luôn. Dạ. Nhưng là tiếp cận nhau nhiều quá. Và xuất phát từ cái lòng yêu thương nó giống nhau quá. Dạ đúng rồi. Và cuối cùng cái tới với nhau luôn. Dạ thật ra thì ảnh không có mê chó mèo bằng em đâu. Em mê em là đứa giải nhưng mà vì nhỏ. Mê em cho nên mê chó mèo. Dạ, đúng chưa? Dạ. Đó. Ủa nhưng mà công việc bồ lúc trước là hai đứa khó khăn lắm cho nên là mới đi làm, xin đi làm
vào một công ty đúng không? Dạ, thực ra lúc đó em hoàn cảnh em là sao? Hoàn cảnh em là sao? Mới học đại học, mới lên tới đại học thôi. Nhưng mà có khó khăn không? Dạ không. Dạ, em tiểu thư mà. Tại vì em mới đi làm mà ba mẹ không cho đi làm, nên gần như là trốn đi làm á. Còn là tiểu thư con nhà giàu. Còn em thì sao? Dạ, con em cũng là một gia đình bình thường thôi. Dạ, cũng phải đi làm về cửa cũng đi làm từng ngày thôi. Nhưng mà lúc em biết vợ em tiểu thư á là em có bị cảm thấy là nhục chí không, có muốn cua không? Dạ đúng rồi, lúc mà bị mặc cảm không á. Lúc là lần đầu tiên mà thấy nhà vợ cũng hơi tự ti chút xíu. Xong mà nhưng mà tính cách của vợ em làm cho em phải mình cảm thấy là mình phải tự tin lên chứ đúng tin không? Hơn là mình phải cô ấy sao mà nhà cửa khang trang vậy mà sao cũng không có chảnh, không có thấy mọi người thì cô ấy cũng hòa đồng lắm, không có da dẻ đó. Đó là cái động lực của em mà em tiến tới bây giờ. Tức là chính thức hai đứa mà yêu nhau á là bao lâu sau khi gặp? Dạ cũng là phải 2 tháng ạ. Cha cũng lâu rồi. Lâu quá chị ơi. Dạ, 60 ngày đó chứ đợi hoài. Dạ, 1 tháng sau là nhắn tin nhắn ơ đồ. Dạ. Xong rồi 1 tháng sau nữa là chính thức yêu nhau. Đó. Rồi yêu trong vòng 6 năm. Dạ, tụi em yêu là 12. Tới năm thứ 12 mới đám cưới. Trời ơi. Thật ra là năm thứ 6, thứ 7 là tụi em đã tính đám cưới rồi. Nhưng mà đợt đó là do tụi nhỏ dọn từ chỗ cũ qua chỗ mới xa quá. Tụi nhỏ là mấy con chó mèo đúng không? Thì tụi nhỏ bị bệnh rất là nặng nên tụi em lập dùng hết toàn bộ tiền cưới để mà chữa bệnh cho tụi nhỏ luôn. Mặc dù là lúc đó đã mai cho mỗi bé là cứ mấy bé gái thì sẽ là một cái accessory và bé đực thì sẽ là một cái bộ vest. Nhưng mà quyết định là hủy đám cưới để có thể là chữa trị cho tụi nhỏ. Giờ em chỉ nói là anh ơi giờ tụi nhỏ bệnh quá. Giờ thôi lấy tiền cưới đi, có gì mình cưới sau. Thôi giờ em quyết sao nghe vậy. Bà tính bướng. Vợ bướng lắm, không nói được. Mà cái chỗ thấy của tụi em là chỉ có chó mèo hay còn dạ còn nhiều loại nữa. Nãy có nói đó, gà cú dạ, rồi heo thỏ có cả khỉ nữa. Nhưng mà khi mà khỉ đã quen dần rồi thì em sẽ đưa lên một cái vườn quốc gia cho bé. Ê thí dụ nha, này anh kể anh hỏi này, tụi em đang đi ngoài đường nhìn thấy một cái thằng quên một cái người mà người ta chở một cái chuồng chó. Mấy đứa có giải cứu mấy con chó? Thật ra là em không đồng ý cái việc chuột chó, chuột mèo. Vì thực sự là làm như vậy sẽ làm giàu cho họ. Nhưng mà em nói tức là với những bé có duyên với em, nếu như em là người sẽ gặp cái xe đó thì em sẽ chọn cách chuột. Còn em không thì muốn là phải có duyên dạ, á. Đúng rồi. Chứ không phải lúc nào chứ không phải là mình phải vô lò mổ để chuột theo dạng là có nhiều bạn là thích chuột theo sở thích đó, tức là họ chuột nhưng mà chuột họ không chăm thì không được như vậy. Nếu anh đang nói có duyên á. Dạ, tức là nếu mà có duyên với em là em sẽ chuột về để em chăm. Ồ như vậy là 12 năm mới cưới nhau. Dạ. Đúng ra là 7 năm là đã cưới rồi. Dạ. Ủa nhưng mà sao mắc mới thì năm sau cưới luôn. Dạ, em đâu có tiền. Bà nói ta gom hết tiền ta nuôi mấy bé á. Dạ. Mà gom tới 5 năm luôn hả? Tiền dạ. Thì trời cũng phải chắc dạ. Mót đồ là như là mỗi tháng em làm ra lo cho nhỏ. À cho anh hỏi nhiều chuyện xíu. Bộ gia đình không có hỗ trợ hay sao? Lúc đó thì gia đình không cũng không có biết nhiều về tụi nhỏ đâu. Em không dám nói tại vì khi mà chắc chắn là không ai đồng ý, ba mẹ không đồng ý cái việc là con gái lo cho việc thiện nguyện mà không lo công việc của mình nhiều quá. Nên em gần như là em không cho ba mẹ biết. Sau này á, thì em mới cho ba mẹ hai bên tới gặp tụi nhỏ và thấy được cái cảnh mà từ lúc mà một bé thoi thớp hoặc là đang bị bệnh rất là nặng mà em chữa tới lúc tung tăng quậy phá thì ba mẹ rất là ủng hộ mới giúp tụi em phần đó. Dạ. Rồi 12 năm yêu nhau vậy á là cứ suôn sẻ hay là có bao giờ gây lộn rồi cãi lộn rồi đòi chia tay? Chia tay không? Em kể chị nghe coi. Dạ có. Bên nào đòi chia tay? Đây thường biết mà tôi hỏi thôi. Dạ, cũng đúng là cũng liên quan với tụi nhỏ thôi à. Nhiều lúc tụi nhỏ hư la tại vì tôi đôi lúc tại vì lúc đó là tụi em ở nhà thuê không à. Tại vì mỗi lần kiếm được một cái nhà mà cho chó với mèo vô thì rất là khó. Và rồi kiếm được chỗ thì phải sắp xếp rồi cho chỗ ngủ tôi nói rất yên tâm. Rồi nhiều lúc nó quậy quá ảnh hưởng hàng xóm thì hàng xóm bán vốn. Thì tụi em là người la chính, la tụi nhỏ thì vợ em lại la em. Xong rồi không hiểu nhau rồi lại la nhau rồi cãi lộn. Rồi xong nhiều lúc giận quá anh lâu ngày la tụi nhỏ hoài mà thực chất em muốn la để cho cái mọi người hàng xóm không có la nữa. Rồi xong nhiều lúc nó căng thẳng thì nhiều lúc đòi chia tay miết vậy đó hả. Có lần nào mà chia tay mà nó nặng đô lâu không? Dạ lần chia tay nặng đô nhất là do ảnh đi lo với em cái mưa thôi ạ. Nhưng mà lần đó là chỉ có giận nha, 3 ngày thì ảnh qua ảnh năn nỉ rất nhiều. Và lần đó thì em đã gọi là gom hết tất cả quà mà ảnh tặng. Tại em nói là người Hoa là khi mà sinh nhật á, người ta sẽ ăn một cái trứng màu đỏ cho hên. Thì ảnh lúc nào anh cũng ngồi làm những cái trứng là hình thù rất là dễ thương để tặng em. Thì đợt đó giận nha, vậy là em gom quà toàn bộ, viết một lá thư rồi đem qua tới tận nhà ảnh luôn. Xong rồi mẹ ảnh đọc được và mẹ ảnh la ảnh nhiều lắm. Rồi mẹ em cũng chêm vô nữa thì hai đứa mới làm lành được. Đó là lần giận duy nhất
Nhưng mà Mai có phụ huynh đúng không? Tức là dạ, đúng rồi. Em có em gái mưa. Chà, em gái mưa đó xuất hiện hồi năm não năm nào? Canh con nhỏ đi coi mấy đứa nhỏ xong ở đây đã mưa gió dạ. Dạ, cái đó là năm đầu tiên rồi ạ. Năm đầu tiên quen nhau rồi. Này có cãi lộn thì là chỉ có tụi nhỏ là tụi mấy hàng gắn lại. Là năm đầu tiên là không có em gái mưa đúng không? Dạ. Còn mấy năm sau có em gái lác đác. Dạ không, sau đó thì ảnh sợ lắm mà tại vì em là chúa ghen á. Chỉ cần gọi điện thoại mà chỉ cần ren tới tiếng thứ hai mà không bắt máy là em giận rồi. Ủa rồi cái lần thứ hai á là lần nào? Dạ lần thứ hai, trước giờ thì em thấy chỉ có một lần duy nhất đó là chọn chia tay, gọi là nặng nhất thôi. Thôi bây giờ xóa đi, thôi xóa đi. Dạ đúng rồi. Còn bây giờ thì có nghĩa là, nhưng mà hỏi nè, ảnh có lãng mạn không? Em thấy là ảnh thuộc dạng là không có lãng mạn miếng nào luôn á. Nhưng mà ảnh có hoa tai, ảnh làm cho em những món quà rất là dễ thương. Cả cái việc là sinh nhật em thì em kỳ lắm, em không thích là đi sử dụng tiền quá nhiều. Thì ảnh lại là cho em ngủ tới giờ nào ngủ xong rồi ảnh sẽ xuống làm cái món mà em thích là món bột chiên xong rồi ảnh lại bật đèn lên rồi nọ, thì em chỉ thấy lần đó là lãng mạn nhất thôi. Ảnh lãng mạn lắm đó nghe. Đó là những cái hành động lãng mạn em. Em thấy duy nhất một lần thôi. Là hai đứa bây giờ là yêu nhau 12 năm rồi bắt đầu làm đám cưới. Dạ. Rồi giờ có mấy đứa con rồi? Dạ tụi em không quyết định có con ạ. Lý do? Để dành cho nói coi tại sao. Chính là em cảm thấy là đợt cũng trong khoảng thời gian mà vợ cùng vợ chăm sóc tụi nhỏ cho em cái suy nghĩ là không biết sao lạ lắm, em không muốn là vợ em phải cực khổ thêm. Rồi thời gian chăm con, thời gian mà có bầu khoảng 9 tháng 10 ngày thì trong khoảng thời gian đó vợ gắn bó với tụi nhỏ rất là nhiều. Rồi mỗi lần vợ qua thì tụi nhỏ mừng, rồi lỡ xô đẩy là nó công rất là nguy hiểm. Với lại một ngày nào đó, ngày nào cũng vợ cũng bị áp lực kiểu giống như là bạn ơi nhận mấy cuộc gọi là bạn ơi nhà tôi có con, tôi mới đẻ con rồi, vợ sợ ảnh hưởng là lông chó lông mèo rồi bạn nhận giùm tôi đi, nên là nên là cảm thấy là vợ bị chết nhiều quá. Xong rồi đợt dịch vừa rồi cũng thấy em coi chương trình là cái sự về mấy người mẹ mà có bầu á, người vợ mà có bầu á, xong họ phải đánh đổi là gì chứ giữa họ con họ với cuộc sống chứ sinh mạng của họ. Dạ đó. Đúng rồi. Nên là có suy nghĩ là xong cái bộc bạch với nói ba mẹ trước. Rồi ba mẹ có nói giờ công việc của tụi con là dính với tụi nhỏ nhiều quá, rồi tụi con không có thời gian chăm con, tụi con thời gian chăm, nên là con nói mẹ là ba mẹ ơi con quyết định là tụi con có con được không. Tại vì ba mẹ em cũng hay là cũng lớn rồi đó, cũng nói mình nói đúng cái quan điểm thì ba mẹ cũng đồng ý. Xong rồi nói có lúc đang chạy xe trên đường thì em quay qua nói nhỏ với vợ là em ơi mốt sau này cưới đừng có con được không. Có nghĩa là lúc yêu nhau là đã nói rồi đó đúng không? Dạ, vợ cũng đồng ý suy nghĩ luôn. Mà được cái là em rất thích là không biết sao là vợ em có cái những suy nghĩ mà khác với người khác. Giống như là thôi giờ em cứ suy nghĩ là lúc nhỏ lớn lên mình sẽ giống như là cưới kiếm một người vợ nào đó, mình đi làm xong rồi cưới kiếm một người vợ nào đó hợp với mình thì mình sẽ cưới xong rồi đẻ con, cuộc sống nó cứ tiếp tục vậy. Còn vợ em là ngược lại hết. Làm em cảm thấy cái đâu ngược lại sao? Kiểu giống như là làm cái gì mình thích là mình làm thôi, chứ không cần phải cái nguyên tắc nó vậy là mình phải vậy. Phá bỏ nguyên tắc. Dạ phá bỏ hết những nguyên tắc mà cho nên mình đặt ra trước giờ. Dạ đúng em rồi. Em thấy vợ em rất đặc biệt. Dạ đúng rồi. Em có thấy chồng em đặc biệt cái điều gì không? Dạ em thì chỉ thấy là ảnh rất là quan tâm em, ảnh là người chiều em nhất trong tất cả mọi người luôn. Thực ra ba mẹ chưa chắc gì chiều em được vậy nữa, nhưng mà ảnh chiều em lắm. Chỉ là ảnh là người nhiều khi thấy ảnh thì nghiền vậy, nhưng mà ảnh là người đứng sau để động viên em. Chẳng hạn có những khi mà có những lần em lên chương trình á thì cũng nói về việc sinh con, thì có nhiều bạn nói là em là đồ bất hiếu vì không sinh con nói giỏi cho gia đình. Thì cũng khóc nhiều lắm, tại vì cảm thấy là mình thương ba thương mẹ, mình lo ba mẹ nhiều vậy mà lại bị nói là bất hiếu nên buồn. Thì ảnh cũng là người đứng ra phía sau để nói cho em hiểu, để em không có buồn nữa và cố gắng để mà lo cho tụi nhỏ thôi. Và cũng có nhiều bạn nói là, có nhiều bài báo nói là em chấp nhận hy sinh là không sinh con để lo tụi nhỏ, mà thực ra là cái đó em chọn vì em thích thôi. Em nghĩ là em chọn tụi nhỏ nhiều hơn. Đúng vậy. Thực ra thì cái chuyện ở đây, cái hạnh phúc nó không, tức là giống như tụi em phá bỏ cái nguyên tắc đó. Thì nếu như mình phá bỏ mà mình cảm thấy không hạnh phúc thì là mình không nên làm. Nhưng mà rõ ràng khi mà mình phá bỏ mà mình thấy là cái mình chọn lựa nó đem lại hạnh phúc cho cả hai bên, cả chồng cả vợ, thì mình cứ việc chọn thôi. Mà chọn thôi. Hạnh phúc là lựa chọn. Là lựa chọn đúng không? Chọn lựa chọn giống nhau nha chú. Trời ơi, rồi sao? Rồi lấy nhau về thì hai đứa có
thấy đối phương mình còn có những cái khuyết điểm mà mình cần phải chỉnh sửa không? Thật ra là em lên bao nhiêu chương trình á thì em chỉ thấy là ảnh không có stress nhiều bằng cái việc là tham gia chương trình này đâu. Vì ảnh suy nghĩ mấy đêm trời để suy nghĩ là mình nên kể xấu vợ như thế nào ạ. Tại vì anh thích kể xấu vợ lắm. Nên là phần này em nhường cho ảnh trước ạ. Hồi nãy lúc em nói cái câu đầu tiên á, nghĩa là ảnh lo lắng thì là anh lại suy nghĩ liền trong đầu. Lo lắng chắc vợ mình mà khui cái tật xấu mình ra, đúng không? Mà đến khi em nói là lo lắng là không biết lên khui tật xấu của vợ mình ra. Thì quá bất ngờ. Thôi để cho anh khui đi đâu coi để. Thôi giờ thôi, là chính vì thế là anh rất là khoái em. Thôi em khui đi. Dạ vợ có nhiều tật xấu lắm. Tật xấu nhất là thương tụi nhỏ nhiều hơn em. Ganh đó, ganh đó thấy chưa? Ở chút là tụi nhỏ không biết gì, giống như là đang chơi giỡn. Xong ấy là cái câu đầu tiên mà vợ em hỏi em: anh làm gì nó vậy? Trời ơi, con không biết con, em biết em làm gì nó nữa. Mà tự nhiên xong cái la ngược luôn. Không biết chuyện gì xảy ra. Anh làm gì mà nó la dữ vậy đó? Hai là đòi em ngủ, đòi đuổi em, không cho em ngủ giường mà đòi ngủ, bỏ em đi ngủ ghế sofa. Bắt là, em là đuổi em đi ngủ với sofa. Dạ, tại vì tối tụi em ngủ với 16 con chó với hơn 50 con mèo. Trời. Ủa, là trong phòng á hả? Dạ, dạ tụi nhỏ em có hai trạm, là một trạm mình tránh rồi và một trạm là ở nhà riêng nữa. Thì cái phòng em có vậy thì thông thường là em ngủ là coi như là các bé sẽ bao quanh từ đầu tới chân luôn, bao quanh hết. Và chồng nằm một sát bên góc của bên đây. Chỉ có cái nằm. Ủa, nằm. Xí xí anh hỏi nè, vậy thì không gian cái phòng ngủ của em là không gian mở đúng không? Dạ, tại vì đâu thể nằm máy lạnh được. Dạ có máy lạnh nè. Phòng em thì nhưng mà rồi lông chó lông mèo rồi thì sao? Tụi em thì em thấy cũng bình thường thôi, tức là khi mà em chăm tụi nhỏ thì hiếm khi mà tụi nhỏ bị rụng lông á, tại vì mình chăm kỹ á, với lại mình phải tắm rửa sạch sẽ và cả việc sổ dung mọi chiếc người tụi nhỏ đầy đủ nữa, nên gần như là tụi nhỏ nằm đầy hết giường em luôn. Rồi những lúc mà hai vợ chồng hành động thì chó mèo nó không ngủ thì sao? Dạ không bao giờ hành động diễn được ra trước mắt bọn thú cưng. Dạ bởi vậy thường hai đứa là phải đi khách sạn. Dạ tốn thêm khoản tiền đó. Dạ chồng dạ coi như đó là buổi đi chơi của hai đứa, giống như tranh thủ nói mẹ ơi tối nay tụi con đi chơi, sẵn tụi con ngoài ngủ nha. Mẹ cũng hiểu tại vì thôi cho ngoài đi. Biết mà mẹ biết đúng không? Dạ rồi. Là 16 con chó dạ. Ủa rồi tụi nó ăn hạt không hả? Dạ không ạ. Em cho tụi mẹ các bé là ăn cơm với lại thịt gà xay cùng với rau củ. Còn nếu mà ngày lễ Tết thì mọi bé sẽ có một cái đùi gà hoặc là một cái giò heo hoặc là cái phần thưởng nào đó cho mấy bé. Quá. Rồi có nghĩa là vợ là cưng thú cưng hơn cưng dạ. chồng. Rồi sao nữa ta? Dạ bừa bộn nữa. Bừa bộn không phải bừa thôi, nuôi con quá nhiều, 450 đứa con mà. Làm sao mà gọn cho dạ nổi? Không ạ, em vừa lắm, em vừa thiệt. Con em đi dọn thấy mồ luôn. Lần nào anh cũng nói là nhà này không có anh sẽ nhưng cái chuồng heo vậy đó. Ủa, rồi bây giờ những cái vấn đề tiểu tiện đại tiện của tụi nó thì sao? Dạ, thì mèo thì dễ lắm, mèo tụi em chỉ cần để một hay cái thôi thì mỗi ngày mình sẽ dọn khoảng 3 lần. Còn chó thì các bé nó, tại vì cái phòng em sẽ có một cái sân phía ngoài thì các bé cũng đi ra ngoài, hoặc là nếu mà đi trong nhà thì tụi em cũng dọn dẹp liên tục như vậy. Rồi một ngày mà dọn vậy thôi cũng hết ngày. Dạ. Dạ đúng rồi, vấn đề dọn là riêng trong phòng là 2 tiếng đồng hồ. Là em dọn 2 tiếng đồng hồ, vợ vô xíu cái tụi nó thay là dạ, canh cho anh đi toilet cái nha, vô cái là dọn thêm 15 nửa tiếng nữa. Tại vì em biết sao, khi mà tụi nhỏ gặp em thì nó bị thay não á, tức là đang bình xong cái tự nhiên nó gặp em vô là bắt đầu quậy tưng bừng lên à. Nó cũng trời, chó nó khôn lắm, nó dạ. coi mặt đúng mặt rồi dạ, đúng nó ngộ lắm dạ. Rồi nhưng mà nè, làm người ta nói là mình làm sinh nghề tử nghiệp á dạ. Đó thì có bao giờ mà em nuôi mấy bạn ấy mà mấy bạn ấy coi như là cắn em không? Dạ cắn là chuyện bình thường ạ, nhưng mà cái vết cắn nặng nhất mà em phải khâu 36 mũi là ngay trên mặt. Đó là bé chó này rất là to và em cứu về, nhưng mà thực ra là bé rất là dữ rồi, nhiều người nhận rồi mà không thể được thì mới quyết định là đưa qua em. Và em chăm thì em thấy là bé tình cảm lắm, nhưng mà em lại dở chỗ là quên mất là bé vừa về chưa được bao lâu, chưa được một tháng nữa thì em lại ôm bé làm cho bé hoảng. Thì bé cắn ngay mặt em là rách. Và lũng dạ ngay đây là lũng vô hàm luôn. Thì đợt đó em chạy vô, em bịt mặt, em chạy vô em nói là anh ơi em bị cắn rồi. Thì ảnh cứ nghĩ là cắn bình thường tay chân thôi. Tại vì tay chân em bị cắn liên tục mà. Thì ảnh nói ừ sao rồi, có sao không để em coi. Xong rồi em dở ra thì ảnh mới hết hồn mà chở đi bệnh viện. Rồi có đuổi con chó đi không? Dạ không, mà tại vì ở trong bệnh viện bác sĩ vừa hỏi câu là em sẽ làm gì với bé chó đó. Thì em nói dạ thì em bình thường đâu có gì đâu, tại vì bị cắn quen rồi. Nhưng mà bé chó đó rất là dễ thương ở chỗ là đợt cắn em xong lại bỏ ăn 3 ngày. Chỉ vì lo hay gì đó em không biết. Nhưng mà đợi em xuất viện xong em về em nói chuyện với bé và em nói là không, chị không sao đâu. Thì bé ăn trở lại, tức là em đút đồ ăn thì bé ăn trở lại. Xong rồi là kể từ đó về sau thì bé hiền hơn và có tình cảm với em hơn. Bây giờ bé đó còn ở chỗ? Dạ vẫn còn, dạ, em vẫn chăm. Tại vì đối với những bé dạ, đối với những bé dữ như vậy thì em không tìm chủ.
Em chỉ chọn những bé hiền và đẹp và khỏe thì em sẽ tìm chủ mới thôi. Trời ơi. Rồi vậy là coi như là chỉ có cái tật xấu vậy thôi, chứ còn một con người mà như vậy chị nghĩ chắc cũng khó có tật xấu lắm. Tại vì thì 450 loài mà chị nói thiệt với em là khủng khiếp, chứ không có đơn giản đâu. Nhà chị có mấy con thôi mà chị muốn chết với nó. Ủa rồi heo thì sao giải cứu? Dạ heo là hồi trước là khi mà em nhận là bé bị có một bạn nuôi theo dạng là người ta nghĩ là heo kiểng, người ta nuôi xong rồi tới lúc bé lớn hơn rồi lại không cho bé ăn nữa và làm cho bé ốm cực kỳ mà ốm mà xương luôn. Dạ thấy thương luôn á, mà heo lớn rồi mà lúc đó mà mới được có khoảng 7-8 kg thôi. Xong rồi em cũng đón về và chăm xong rồi hiện tại là bé 150 kg. Thật ra là em có hai bé heo lận, một bé heo là mất rồi thì em phải bốn người rinh lên một cái xe để mà có thể đưa bé lên xe ba gác để đi thiêu. Rồi em chọn cách là đi thiêu bé ở bên Bình Hòa rồi sau đó là cứ lo cho bé còn lại. Mấy con thú đó mà đầu thai được vô cái trạm em chắc nó cũng tu dữ lắm đó thiệt. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ nói vậy thôi chứ thôi có mong muốn gì. Không muốn gì hả? Dạ thôi cứ vậy đúng không? Cứ thấy vợ vui vẻ là được. Tại nhiều lúc cảm thấy vợ giống như là cái cục pin của em vậy đó. Trời ơi thương không? Cảm thấy vợ vui vẻ là cảm thấy em làm gì cũng được. Hai đứa này cũng đâu trên trển á. Sứ giả. Định nói đó chị Mộc. Sứ giả trên trển đưa xuống á, thiệt luôn á. Mà qua chương trình này rồi còn lan tỏa hơn nữa. Thiệt luôn á. Anh nói thiệt còn lan tỏa hơn nữa. Được. Và những người mà ngày xưa có những cái comment tiêu cực về em, chắc chắn những người đó sẽ có một cái suy nghĩ khác về em và sẽ trân trọng em. Và biết đâu chừng sẽ có những comment xin lỗi em về những cái comment nó sai lệch như vậy. Rồi thôi bây giờ tới em đó, chồng em sao? Em thì thật ra là ảnh có cái tính là ảnh hơi cọc đó, nhưng mà cọc với ai chứ không cọc với em. Chỉ là mỗi lần mà giận lên thì ảnh có tật là ảnh sẽ tự làm ảnh bị thương. Và có cái tính là ảnh quá thương em đi. Cái đó em không biết gọi là tật xấu hay tốt, mà ảnh quá thương em. Và như ảnh nói là ảnh là coi em là cục pin á. Tức là khi mà em stress thì ảnh sẽ stress, khi mà em vui thì ảnh sẽ vui. Thì thật ra cái đó là em nghĩ là ảnh hơi thương em quá. Nhưng mà em vẫn không muốn ảnh thay đổi gì hết. Vì thật sự là để mà có thể chiều một cái đứa bướng và lì như em thì chắc anh phải cố gắng rất là nhiều rồi. Rồi ủa vậy nó có thật xấu gì đâu? Dạ là anh không có thật xấu không gì luôn á. Không có. Gần như ảnh là hoàn hảo luôn á. Dạ. Rượu bia không, thuốc lá không, nói chung là tất cả mọi thứ. Gọi là bây giờ hiện tại anh sợ em ghen tới độ mà chỉ cần một cô gái nào đó tới gần mà nói chuyện thì anh nói thôi em cứ đưa qua nói chuyện với vợ anh đi. Hai câu đó thôi, em nói chuyện với vợ anh đi. Vậy thì ảnh có bị cái trạng thái gọi là có thể gọi là lo lắng một cái thái quá không? Dạ đúng rồi, em thấy là ảnh lo lắng một cái thái quá. Ví dụ như em lỡ cầm một vũ khí gì đó. Dạ đúng rồi, em cầm một con dao, em đang gọt trái cây. Nó không để anh gọt, để anh gọt. Tại vì ủa tại sao? Không biết sao em đụng dao là em chảy máu thôi. Mà em lại vẫn cứ thích làm mà anh không cho. Có nghĩa là đụng dao là không chép là bà chảy. Nấu đồ ăn không được, không cho nấu luôn. Em nấu không? Cả cái việc nấu mì. Nấu mì. Lúc trước nhớ hai đứa có còn đúng một gói mì trong nhà. Lúc đó là khoảng chăm tụi nhỏ xong là cũng đêm rồi. Xong rồi khoảng 1 giờ còn gói mì hai đứa tính là nấu lên để ăn là mì, dạ mì ly á, chắc nước mì trộn khô chắc sao lọt vô cống rồi ngồi buồn cười luôn. Dạ từ đó là em là em hậu đậu, chỉ có việc là em cảm thấy là em chú tâm vào chó mèo là nhiều nhất thôi. Chứ những việc khác là em dở cực kỳ luôn. Đặc xấu của bà là hậu đậu đó. Dạ. hậu đậu mới dễ đứt tay. Rồi mì trộn cũng rớt xuống cống thì đó. Rồi em có mong muốn chồng thay đổi điều gì không? Dạ không ạ, em không muốn ảnh thay đổi gì hết, giữ y xì vậy. Dạ. Luôn chỉ là mong ảnh là bớt stress lại thôi ạ. Nhưng mà chắc là do là lo cho em quá nên em có nghĩ đến một lúc nào đó tuổi cao sức yếu ảnh bệnh hay một cái gì đó thì ai sẽ là người lo cho em? Dạ đúng rồi, thật sự là em lo phần đó lắm, tại vì ảnh lo cho em từng chút một, giống như gọi là gần như là cha lo cho con luôn á. Lúc đó như thế nào? Em có nghĩ tới cái viễn cảnh đó không? Dạ có chứ, hồi trước thì em có từng nghĩ và ảnh cũng từng nói là sau này ví dụ mà mình hai đứa mình già rồi á thì anh không biết là anh muốn anh đi trước hay em đi trước nữa, vì thật sự là anh đi trước anh lo cho em lắm. Không, thật sự là như vậy nè, trong cuộc sống thì là hai đứa bây giờ còn trẻ lắm, đừng có nghĩ gì đến những cái chuyện vớ va vớ vẩn đó. Cái đó là nói nghiêm túc. Bởi vì em phá cái nguyên tắc, tức là nó cũng rất là hợp lý đối với hoàn cảnh của tụi em. Tại vì đâu phải cứ có con là sau này nhờ được con đâu. Nhiều khi con mình lớn tuổi già rồi con nó có cuộc sống riêng. Thì cũng là con chăm, 10 đứa con chăm cha không bằng bà chăm ông và ngược lại. Thành ra là cứ enjoy với cái cuộc sống bây giờ. Miễn là tụi em thấy tụi em hạnh phúc là được rồi.
không dạ. cần còn đừng bao giờ nghĩ chuyện là trời ơi sau này anh bệnh thì sao dạ. anh bệnh thì sao đừng dạ, nghĩ ba mẹ chuyện thì đó. Mất công cũng, lắm ba mẹ em cũng lo tại ba mẹ anh thì chấp nhận việc không có cháu từ em rồi nhưng mà ba mẹ em thì vẫn chưa chấp nhận lắm thì ba mẹ em chỉ lo là sau này hai đứa già thì không ai chăm thôi chỉ là em nói là lúc hai đứa già thì hai đứa vào viện dưỡng lão thì hai đứa tự dạ. chăm cho nhau thật ra tự chăm cho nhau hoặc chứ... là ở cùng những ông cụ bà cụ quen tuổi mình nói chuyện với nhau cũng rất là vui tại vì á càng ngày em thấy đọc báo đọc chí đó em mới nói là cái thời điểm này bây giờ để mình đẻ con mình nuôi con rồi là mình chỉ mong là sau này có con đỡ đần không dạ. có đâu bỏ cái tư tưởng đó đi dạ đúng rồi, dạ, đúng rồi. Thật sự mà nói là như vậy rồi cảm ơn hai đứa với cặp đôi này trước khi tạm biệt thì anh xin được bày tỏ một lòng ngưỡng mộ đến cho hai vợ chồng em nha dạ. và anh rất mong muốn có một dịp nào đó anh sẽ đến tham quan dạ. cái trạm đầy yêu thương của hai vợ chồng em đó. Và anh cũng là một trong những người rất là yêu quý thú cưng dạ. Thì chắc có lẽ là khỏi cửa thăm nhà sẽ đến vợ chồng một em dạ. Và anh rất mong muốn rằng là chương trình sẽ tạo điều kiện để thì kết nối đó. Cái chuyến đi đó phải dạ. chương và anh trình nhất quyết đó phải đi dạ. Chương trình không đi anh cũng đi luôn trời ơi ok dạ. Dạ. Dạ.